khó chịu bác nè. Ủa anh lời anh làm thép với chị hôm nãy hả? Chị nãy anh thấy anh bực tức quá trời luôn mà. Vậy hả? Ừ. Ủa rồi nãy chị đó là làm gì mà bực tức? Định giải cứu thiếu nữ đi nên là ông nên con bỏ hết đồ luôn. Bỏ hết luôn hả? Ừ. Trời. Rồi ông lụm vô luôn sao hết đau ra hết trơn rồi. Ông lão ghi gì vậy ông lão? Ai nữa ai bị nữa vậy? Chọc hôm qua bị thảm tòa thương á. Này là cái này là Cúc này nè. Cúc là vợ âm của Chọc nè. Là cái bà Cúc nãy quậy anh đó hả? Ừ. Chọc sẽ bị ông Thiên đánh cho mập mình. Coi thường cha Thiên sẽ bị đau nhức căng tức ngăn ngại khó chịu bát nạn. Cúc phạm tội khi quân phạm thượng. Rồi. Vì yeah, cái này phải trừng phạt rồi. Giờ tối nay anh có đánh đòn hình hồn với bạn không? Đánh chưa? Đánh luôn hả? Thài á. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quân pháp bất dị thân, quân nhân không có thà. Mà dám nói mà nói pháp luật hả? Pháp luật nay là dương pháp nè. Tao sẽ xử tụi bạn. Bạn nói là bạn xây sống dựa trên pháp luật, còn anh sống dựa trên gì? Tao hả? Pháp dương nè. Pháp dương, dương pháp hả? Nè. Dương pháp nè. Tao sẽ xử cho mày coi. Ai mạnh hơn anh lại? Mẹ cái gì cũng quyền cũng dương đó. Trên trời dưới đất quyền ổng hết. Vậy là lực âm này là không có quyền, không có quyền hả? Thấy thằng Tiên tị tị thấy ghét không? Rồi, mọi người coi cái ấy vô đây. Anh đọc đi anh Lợi, để cho bạn nghe, bạn xem clip đó, bạn nghe. Đọc đi. Chọc Đại là cha âm. Ừ. Cúc là vợ âm của Chọc Đại sẽ bị ông Thiên đánh cho mập mình. Trời. Coi thường cha Thiên sẽ bị đau nhức căng tức ngăn ngại khó chịu bát nạn. Cúc phạm tội khi quân phạm thượng. Dám vô trong này là lôi kéo. Dám lôi kéo thiếu nữ đi mà. Rồi dám rủ con bé nuôi ăn học luôn. Trời ơi, rủ luôn hả? Rủ luôn vậy đó. Trời ơi, vuốt qua. Dám vô đây. Vuốt mặt mà không để mũi. Ừ. Mình phải xử lý hình hồn. Không nãy anh Lợi chút nào hết. Rồi. Bé anh đưa dẫn. Anh Lợi đã nói rồi. Vợ con ở trong nhà không được đi đâu hết. Đâu cho đi đâu. Bây giờ ông mặc đồ tu luôn. Mặc đồ tu luôn hả? Hả? Mặc đồ giống đồ tu nè. À. Ủa sao giống mặc đồ của An Phước người ta? Đọc qua anh, đọc qua anh. Đó. Mày nãy giờ mày nói cái gì? Ủa nãy giờ tôi nói gì đâu? Tao kêu mày tao nói là ông Thiên à, mày có nghe rõ không? Ông Thiên. Quen miệng với ai biết đâu. Mày quen ở đây tao quất cho mày coi. Ông Thiên. Mình định mới bị trưởng. Thiên Linh Bắc Bộ. Rồi đó, nghe ông đó. Rồi nè, đọc đi, quay lại. Sư phụ đang làm việc nghiêm túc nha quý vị. Tự nhiên hết thái đẹp trai rồi. Ai phạm tội là ghi vô. Đọc đi. Biết chữ xấu quá sao đọc. Trọc Đại là cha âm, Cúc là vợ âm của Trọc sẽ bị ông Thiên đánh cho mập mình. Coi thường cha Thiên sẽ bị đau nhức căng tức ngăn ngại khó chịu bắt nạn. Cúc phạm tội khi quân phạm thượng. Dám vô đây coi thường pháp dương. Rồi sư phụ, hồi nãy để có thấy bả nó làm gì bắt ấn gì đó sư phụ. Ừ, bắt ấn, ta thâu ấn để nó ghi về, để ta cho bắt ấn. Bây giờ, ông khai sáng bả luôn. Ông ấn, thì... ông ấn ba hành nè. Tới công chuyện rồi. Ủa bác giới làm gì kìa. Ủa chị đang lướt điện thoại nha quý vị nha. Rồi đi tiếp nè, thằng Tiên tỷ tỷ nè, thay đồ rồi hả? Thay đồ đó. Thay đồ rồi hả? Đẹp gái vậy ta. Có chưa ta? Chân ra coi. Chị Vy ơi. Ừ. Chị Vy nhiêu tuổi rồi? Chị Vy à. Muốn lộn ai hơn nha, muốn lộn. 1, 2, 3 giọt. À, ông.
Quýnh lộn ai hơn nè? Quýnh mày nè. Trời, quýnh mày hả? Quýnh mày hả? Quýnh mày hả? Không có ánh nào qua bằng ánh này của da màu cả. Vòng tròn, cái vòng tròn này nữa là dưới cái cây này nó quất cho mình banh sát, quất cho mình tan. Ủa thế ngủ đâu mà? Còn thường thường bạn nãy cái vậy đó bắt ấn là cái đó là ấn gì sư phụ? Thì án này là các người Bồ Tát thôi. Búng á, cái này bắn búng cũng được. Này giống như búng mũi vậy. Búng rồi nha. Búng thung. Ấn người ta phành lại, người ta phành lại, người ta nhốt hết cả đám. Cho mày là cái gì vậy? Không lại nó quỷ xe tay. Ấy da. Anh Thiên ảnh ảnh không ẩn luôn mà người vào một cái điểm luôn, ngon điểm luôn. Số 0 là vô hồn. Cái gãy đánh đó. Vòng tròn á. Hồi nãy là cái chị nãy có xem clip rồi coi nha. Sư phụ chị thu quán rồi. Chị nãy chị gì? Cúc. Chị tên gì? Cúc. Cúc hả? Chị thu quán rồi. Bị thu quán rồi. Bị anh Thiên thu luôn rồi á. Đây qua đây coi này. Đây nè. Gì nữa? Anh Hy với anh Thông Đạn dẫn đó. Nãy giờ em hồi nãy em ngồi trong đây em quay mà nói gì? Đúng rồi. Đào xỏ. Bữa giờ 3 ngày liên tiếp anh Hy đều bảy phạm tội hết anh Lợi. Không, em ngồi đây quay từ đầu tới cuối không ai dắt vô. Hôm nay có ai có rồi khỏi gần không, không. Không. Ông lão không biết hết á. Không có gì à. Em sáng em ở trong đây em quay không. Cả thằng Trình á, thằng đó cũng bị luôn, chứ đừng nói ai cũng bị. Em là bữa nay không có tội à. Quay từ đầu từ sáng vô đây tới giờ. Coi cái này cho biết. À, vô ừ đó đúng không? Rồi, ừ, coi cái này để cho biết. Coi thì được. Đi gái à, ba cơ kìa. Là vợ âm muốn chọc. À dạ. Vô đây là quậy phá. Quậy phá gũ ghen nè. Bây giờ đọc trên nè, chọc đại là cha âm. Xung quanh bắt. Tới công chuyện luôn rồi. Rồi xí bắt. Dám vô đây có coi thường pháp dương. Ông Thiên sẽ đấm. Sẽ thâu. Rồi đi. Các ấn. Gì cũng thâu. Mày đi đâu? Làm giảm ở đây, đi tí đó. Hát bài chú công an đi. Hát đây là quýnh lộn. Còn hát bà chú có mang đi bé. Nhanh lên. Nhanh lên. Lì quá. Lì quá. Quýnh lộn. Thầy quýnh lộn à. Không có giỡn nữa đi. Không giỡn nữa. Không chạy nữa mà. Con hát bài chú có mang đi. Con hát nha. Con hát bài chú có mang đi cho cô chú nghe đi. Nó nhỉ mà. Nó nhỉ. Nó mặt. Giỡn mà thì giờ con coi mặt giỡn mặt. Rồi có hát không? Hay sáng hát rồi giờ không hát, ăn cò bé bé cũng được. Hát đi. Hát đi tí nữa mua nho cho ăn. Nó đậm nheo hoài à. Mắt nó có nháy hoài. Người giỏng mà xếp chiếu giò luôn mới ghê chứ. Mặc quần trái nha. Chị Vy mặc quần trái. Ông lão đang xử tội nè. Nhăn chán luôn. Tối nay chị đó là chị đeo nhất xương khớp rồi. Anh Thiên anh bẻ mà. Bóp mà. Quèo quéo quèo đến chỗ của anh Thiên mà bắt ấn bị thu ấn luôn. Quốc pháp quốc đây. Em muốn làm đâu bếp nó nếu cần ăn. Em muốn làm luôn nè quốc cho đây. Vì hát hay quá. Vì hát hay quá cả nhà. Hát tiếp bài chú công an đi. Người Vy hát tiếp bài chú công an chú nghe nè. Bài chú công an đó. Kêu chú công an bắt ba con. Hát gì được rồi đó. Hát gì được rồi hả? Không làm đó là không làm cái gì à. Có biết ông gì đâu. Không biết hả? Ai? Ông gì? Ai con đó?
giống âm thiền mà. Giống âm thiền quá. Âm thiền hả? Giống thiền nữa. Thì con ở đâu xuống? Con lão thiền chứ. Ông thiền chứ ông lão thiền chết vậy. Ông đó ông gì? Ông đó ông gì? Ông thiền á. Ông thiền hả? Ba con là ông thiền hả? Ông thiền chứ ông lão thiền chết vậy. Còn mẹ con là gì? Mẹ con là gì? Hả? Làm gì ông anh lại thấy. Mẹ con là gì? Mẹ con là gì? Mẹ con là gì? Giống ông lão mình chết quá. Ba là giống ông thiên mà mẹ giống lão thiền chết hả? Ủa sao kỳ vậy? Ừ, sao kỳ vậy? Mẹ là vợ của ông lão thiền chết. Con có muốn bỏ đi khỏi đây không? Con có muốn đi đâu? Có phải mẹ là vợ của ông lão thiền chết không? Phải không? Là vợ của ông lão thiền chết đúng không? Mẹ là vợ của ông lão thiền chết đúng không? Đúng không? Đúng không? Nói. Đúng mặt mày nè. Trời ơi, đúng mặt mày nè. Chủ chứ bình tĩnh. Mày chọc chú bình định là chú. Ông nói ông gì? Chú làm cái gì cho con nha. Mặc áo sexy của gì? Mặc chiếc mẹ phải không? Mặc chiếc mẹ mặc đồ sexy đúng không? Sao ai người lớn hơn của mày hết trơn vậy? Hồi nãy em vô em thấy là bà chị bà đang lướt bà mua mỹ phẩm. Đặt Shopee hả? Đặt Shopee. Kêu bà đặt cho nãy em kêu bà đặt cho anh trai gọi chiếc. Nãy dục rồi đem đồ hết chưa rồi. Ngốc lớn lên không có sexy nghe chưa? Nè, mặc áo nè. Con khâm được xương mày tao nghe chưa? Lưỡi đó. Nghe chưa? Đi chưa? Đi chưa? Đi chưa? Đại này, quấn lộn. Quấn lộn nha. Đây là phải có nội quy, trước khi vô là phải ghi tên. Ở đây con ghét chú nào nhất? Thằng này đúng không? Chú này hả? Ghét chú nào? Nào. Chú nào đâu? Chú nào? Chỉ ngay. Dạ thương chú nào nhất? Đúng không? Thương chú nào nhất? Thương chú nào nhất? Con muốn chú nào? Chú mạnh nhất. Thương chú Lăng hay Kiên Giang? Hèn chú Bình Định giao yêu đúng không? Lần này Kiên Giang đúng không? Là chú Thành Cali nha. Lần này bỏ Bình Định. Bỏ luôn. Sao nói thằng? Tụt lắm nữa mình đó. Nhưng mà bé nó vẫn nói thằng á. Do ông là ông dạy cả nhà. Không phải đâu. Ông lại diện xích đúng không? Ông lão. Ông lão. Khi nào có thấy ông? Ông lão có diện xích. Ông lão diện xích không? Thấy khi nào hai người bà chồng sinh hoạt không? Ở tàu lao người ta chửi. Ngày qua có khi nào bà con nói tiếng Việt với mẹ con không? Có không? Nói không? Bà nói tiếng Việt, còn mẹ con nói tiếng Tiền. Nhưng mà con nói tiếng Việt với con không? Mẹ con nói tiếng Việt với con. Ê, con bé này là nó biết, ông biết mà các ông biết sao không? Tức là mắt của bé nó coi điện thoại á. Mắt nó coi điện thoại á, xong rồi mắt nó cứ bị chớp. Con mà chớp hoài không đi khám là mù luôn đó. Đi chạy bị cận kìa. Chờ đi khám nha, giờ đi luôn. Đi không? Đi chú không? Không đi hả? Đi ra ngoài đi khám mắt. Đi chú không? Thôi, đi chi? Xích ra. Đây rồi, bắt coi. Đi chi? Đây. Thôi. Dữ quá trời dữ luôn à. Níu đi nè. Đây. Bắt. Chạy. Chọc là cha âm. Cúc là vợ âm của chọc sẽ bị thấy nó đó. Thiên đánh cho mập mình. Coi thường cha thiên sẽ bị đau nhức căng tức ngăn ngại khó chịu bát nạn. Ủa chữ O là cái gì vậy sư phụ? Đó là cái không á, cái không điểm, này điểm, là, điểm. Là cái trời chồng nè. Trời chồng á, là trời chồng á. À, Cúc phạm tội khi quân phạm thượng ha, dám vô đây coi thường Pháp Dương. Ông Thiên sẽ thâu cất các ấn. Gì? Áo Pháp Dương mà. Cũng thâu. Đánh cho đập, đánh đập thẳng. Thiên thẳng tay không tha. Quân pháp bất dị thân mà không có tha bất cứ ai. Vậy sao nãy mình không tạt nước bả? Tạt gì? Hôm nay là Dương rồi, sẽ làm mấy cái này làm bằng khí hết. Làm bằng khí năng lượng hả? Anh làm phép như hồi nãy đi. Để mình làm hình hồn cho bà tối nay đánh đập bà. Ôi, nhiêu đó là đủ rồi đó. Đủ luôn hả? Tao chỉ nói nhiêu đó thôi là bắt đầu là hồn tự đập là. Có clip em làm em cho anh Thiên xem chưa? Rồi. Được cũng nữa phải không? À có rồi. Ông Thiên là ông nào? Ông Thiên là ông nè. Để nè. Hả?